chào các bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là Andy đây. Khu vườn nhỏ có chút hoa, chút cỏ, chút bình yên. Dù bạn ghé lúc sớm mai hay chiều tà, ở đây mình kể cho nghe những câu chuyện tình yêu. Mong bạn luôn yêu thương bản thân cho những gì đã qua và cho những gì sắp tới. Cảm ơn vì bạn đã đến chơi. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một chủ đề liên quan đến tình yêu, đó là họa một bức chân dung hoặc là một cái bức chân dung hoặc là cái tình yêu về cái người yêu hoặc là cái tình yêu sắp tới của bạn ha. Thì nó có thể lên về ngoại hình người đó, về dáng vẻ, về cái nói chung chân dung nói chung, hoặc là về cái bức tranh về cái tình yêu, cái cách yêu tình yêu vậy đó của bạn với cái người kế tiếp ha. Nó có thể lên một trong hai hoặc cả hai hoặc là xen kẽ ha, một hai ba, thì mình sẽ thay những cái đá bài khác vào sau ha. Xin chào các bạn, chọn số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share, like, bình luận cho mình ha. Họa một cái bức chân dung hoặc là bức chân dung về người yêu yêu sẽ tới của bạn, sắp tới của bạn, hoặc là một cái tình yêu sắp tới của bạn ha. Một gậy. Hai gậy. Sáu kiếm. Cái này thì có khả năng là nó lên về cái tình yêu sắp tới hơn là cái chân dung người rồi đó. Tại vì nó không có lá hoàng gia, nó cũng không có lá ẩn chính, nó sẽ không có lên nhiều về cái nội dung rồi. Mình thấy cái tình yêu sắp tới của bạn có vẻ nó liên quan nhiều đến một cái hành trình mới mà cũ. Cũ nhưng mà phải có những cái điểm thay đổi. Khi mà mình nói chữ cũ á, thì thật ra mình khá là cân nhắc về cái việc là nó sẽ liên quan nhiều đến cái việc, một là người cũ không nhất thiết phải là người yêu cũ, chỉ là một cái người cũ quen biết. Hai á, cũ ở đây tức nghĩa là một cái mô típ nào đó về chuyện tình cảm mà bạn đã từng trải qua, hoặc là một cái kết nối nào đó mà bạn đã từng có nhưng nó không phải là người yêu, nó chỉ là một cái gì đó. Tại vì có một gậy và hai gậy, tức nghĩa là một mối quan hệ nó đang trên cái đà nhưng mà tự nhiên nó mất đà thôi. Rồi cũ ở đây cũng có thể hiểu là một cái người kết nối mà ở đó các bạn giống như đã từng có cái gì đó, nhưng sáu kiếm tức nghĩa là vì một cái lẽ nào đó mà nó ngưng. Nó khác với cái trường hợp thứ hai nha, cái hồi nãy là có gọi là chưa là gì, còn cái này á nó là cái gì rồi nhưng mà nó ngưng, nó gãy, nó giống như kiểu bạn có thể hiểu nó là ex cũng được, nhưng mà ex này tức nghĩa là không phải là ex lover đâu, mà nó chỉ là người cũ thôi, người mà mình sương sương muối muối, giống như ví dụ như ngày xưa mình có tình cảm với họ xong rồi cái mình tìm hiểu sơ sơ nhưng rồi cái nó ngưng ha. Thì mình thấy đầu tiên là mình thấy vậy. Cái thứ hai nữa là cái bức họa cái tình yêu của bạn á, thì mình thấy cái tình yêu này nó sẽ có những cái mình nghĩ nó sẽ không có phải là một cái con đường nó thẳng. Tại vì thiệt sự á, một gậy hai gậy thì mình thấy ok, nhưng mà tới sáu kiếm ở trong cái bộ bài này thì nó hơi làm cho mình hơi đắn đo. Sáu kiếm trong bộ bài này là hình ảnh của một cái người phụ nữ, họ đang thả một cái chiếc thuyền hoặc là họ đang nhấc một cái chiếc thuyền lên. Dĩ nhiên là theo góc nhìn đúng á, thì mình phải hiểu đó là một cái người thả cái chiếc thuyền này xuống chứ không nghĩ là nhấc lên. Nhưng mà trong lúc mà mình nhìn vô cái lá này thì mình lại cảm giác là nhấc lên, mà nhưng mà thôi cứ theo cái tinh thần của bài đó là thả thuyền đi. Tại vì sáu kiếm tức nghĩa là đi qua một cái bờ biển, đi qua một cái vùng biển động để đến một cái vùng biển tĩnh, thì là sáu kiếm tức nghĩa là đi qua một cái chân trời mới. Nhưng mà mới ở đây tức nghĩa là giống như tị nạn vậy đó. Còn nếu mà mình hiểu ở đây là cái bà này là bà vớt cái chiếc thuyền này bị lủng lên thì thấy nước đang chảy xuống, thì tức nghĩa là trong cái tình yêu này thì mình chỉ hai trường hợp nha. Nếu mà bây giờ cái chiếc thuyền này là được thả xuống thì ở đây tức nghĩa là có một cái sự vớt qua vớt lại, bạn với cái người này
đang kiểu giống như muốn tạo nên một cái thềm thang mới, tạo ra một cái cơ hội mới cho ai đó, cho người còn lại, cho đối phương. Còn nếu mà cái thuyền này được gọi là dớt lên á, thì mình cảm thấy ở đây giống như là một cái sự gọi là cân chỉnh trong một cái mối quan hệ nào đó, nó đã sương sương rồi, thì nó sẽ giống như trường hợp thả thuyền xuống á, thì nó sẽ là một hai trường hợp, một hai nãy mình mới nói. Còn cái trường hợp mà dớt thuyền lên thì nó sẽ là trường hợp thứ ba, là nối lại tình xưa. Nhưng mà mình nói rồi, ở đây không có có bóng dáng của người yêu cũ nha, tại vì một gậy thì không thể nào dịch là người cũ được hết, khó dịch là người cũ lắm, trừ khi á, là bây giờ bạn đã đồng ý, bạn quen lại á, tức nghĩa là ngày xưa bạn với người yêu cũ không có một cái dây mơ rễ má nào nữa hết, không còn một cái cấn, tức nghĩa là ví dụ như ngày xưa chia tay một cách êm đẹp, rồi bây giờ giống như là một bạn cũng có ý định quay trở lại, người đó cũng còn có ý định quay trở lại, và hai người nói chuyện với nhau kiểu chúng ta có nên bắt đầu lại hay không, chúng ta em có còn muốn quen tiếp hay không, hai đứa mình thử lại nha, thì nó mới một gậy, là tức nghĩa là bắt đầu lại từ đầu, từ con số không, nhưng mà trên một cái nền đã có cái gì đó rồi, nhưng mà không có ân oán thù hận, không có cây cú, không có cái gì nữa hết á, thì nó mới là một gậy. Chứ còn mà để mới á, thì thường là một gậy nó mới hơn là cái năng lượng cũ. Thứ hai nữa là có hai gậy ở trong đây, mình thấy có khoảng cách. Mình nghĩ bạn với bạn này chắc không ở gần đâu, tại vì bài này lên mình thấy một người trên núi còn một người dưới biển nha, hoặc là cái vùng quê của mấy bạn nó phải liên quan tới núi với biển rồi, chứ mình không cảm giác là nó sẽ cùng một cái lãnh địa hoặc là lãnh thổ đâu, tại vì mình thấy có một cái sự xa cách hoặc là một cái gì đó nó không thường xuyên. Mình cũng cảm nhận là có một cái gì đó nó hơi giữ 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 kẻ ha, mình cảm giác có thể là cái thời gian đầu trong cái bức tranh của hai bạn nó sẽ không có được nhanh đâu. Mình nghĩ là cái cảm xúc, cái cảm giác á, thì có thể nói ở trong bụng là nó xốn sang, nhưng mà cái việc mà nó phát triển lên á, thì mình cảm giác nó không có nhanh đâu ha. Phát triển lên thì tôi nghĩ là phát triển mối quan hệ nha. Ở đây có cái gì kiếm đây vậy? Kỵ sĩ kiếm, cái bộ này lần nào mình nhìn mình cũng không có thấy được. Mình thấy hình thôi nhưng mà mình không có thấy chữ. Năm năm gậy, cũng giống như mình nghĩ hồi nãy ở trong cái lá sáu kiếm. Thôi đến giờ ba lá này thì mình nói luôn, nó cũng ok, cũng hợp tình huống thôi. Năm tiền, hồi nãy lúc mà mình nhìn sáu kiếm á, mình nói một cái mối quan hệ tị nạn hoặc là chạy giặt à, là một nè. Thứ hai nữa là mình cũng nói là có những cái sự cân cân chỉnh, cân đo đong đếm đó, thì mình nghĩ là bài của bạn nó sẽ không lên chân dung người yêu bạn rồi. Thật ra mặc dù nó có cái lá kỵ sĩ kiếm nhưng mà tiếc cái là bộ này nó lại không có hiện mặt, nó cũng không có hiện nhiều cái tướng tá, nhưng mà mình nghĩ bạn này ốm. Mình nghĩ bạn này ốm cao, hoặc là kiểu người người slim thôi, slim kiểu như người vừa người, vừa người gọn người, không có mập không có tròn, cao hoặc là trông cao hoặc là trông trẻ hơn thôi, là cái những cái gì đó liên quan tới hình dáng là mình thấy. Thứ hai nữa mình cảm giác bạn này là người ít nói nha, mặc dù mình biết bài lên kỵ sĩ kiếm mà nói ít nói là dễ bị chửi lắm, nhưng mà thật sự mình không có cảm giác bạn này nói chuyện nhiều. Mọi người mình thấy bạn này nói chuyện ít lắm, nhưng mà cãi lộn với nó đi rồi thấy, nhưng mà cãi lộn ở đây không phải là bạn này sẽ nhảy vô miệng bạn đã nói đâu, nhưng mà bạn đã nói câu nào là thấm câu đó thì ok rồi. Về cái gọi là cái bức tranh chân dung tình cảm của bạn á, thì mình vẫn cảm thấy hồi nãy mình tiếp cái câu chuyện hồi nãy đó, là mình thấy có những cái sự cân chỉnh, và cái sự cân chỉnh này nó liên quan đến cái việc là hai bạn từ một gậy lên hai gậy hồi nãy, xong nó bị gãy, xong nó thành sáu kiếm á, tức nghĩa là đáng lẽ nó ngon lành thì nó lên sáu gậy luôn, tức nghĩa là một mối quan hệ thẳng băng luôn, đi thẳng lên một cái dẻo luôn, thì nó rất là tốt, tức nghĩa là tôi đoàn kết với bạn, bạn đoàn kết với tôi, chúng ta hợp tâm hợp lực. Còn cái này nó lên sáu kiếm, tức nghĩa là có những cái đường bạn sẽ quẹo, có những cái đường tôi quẹo, nó sẽ có những cái sự khúc khuỷu. Và ở đây bài lên một lần nữa có năm gậy và năm tiền, hai cái lá gọi là những cái vấn đề liên quan đến sự khác biệt, liên quan đến sự thiếu sót, liên quan đến những cái gì đó nó không có tương đồng. Tuy nhiên mình nhìn hai cái lá năm này với một cái tâm thế khác, những cái lá năm thường thấy đó là năm gậy ở trong cái bộ bài này nó cho mình một cái cảm giác giống như là tỷ thí võ công hoặc là luyện công hơn là năm người nhào vô quýnh, tức nghĩa là hai người này không hẳn gọi là mâu thuẫn, nhưng mà mình cảm giác là có những cái không có thỏa thuận thống nhất với nhau được. Mình cảm giác giống như là tôi nói đường tôi, anh nói đường tôi, và chúng ta biết đối phương đang nói cái gì, chúng ta hiểu đối phương đang khác chúng ta cái gì thôi, và dừng ở đó, không có nghĩa mâu thuẫn nhiều. Thứ hai đó là năm tiền, năm tiền trong bộ bài này thì mặc dù mình vẫn hay nói đùa là nghèo đó bệnh tật là năm tiền, nhưng năm tiền trong cái bộ bài này thì nó vẫn nghèo đói đó, nhưng mà nó cho mình một cái cảm giác là dĩ nhiên cái mối quan hệ này không thể gọi là mối quan hệ nghèo đói được, nhưng mà trong cái lá năm tiền này á, thì mình thấy ở đây có một cái người chống, một cái lều che băng che tuyết cho cái người còn lại,
Dĩ nhiên là hai người này không thể nào sống ở ngoài cái gọi là cái băng tuyết được, ở ngoài trong trời lạnh rồi. Thành ra mình chỉ cảm giác nó là một cái sự chống đỡ thôi. Tức nghĩa là mình nghĩ trong mối quan hệ này sẽ có một người cứng hơn một người còn lại, hoặc là một người đóng vai trò chủ đạo hơn người còn lại. Dĩ nhiên mình không biết là bạn hay bạn này đâu nha, tại vì cái năng lượng của kỵ sĩ kiếm nó sẽ là cái người chủ động hơn. Mình chỉ cảm giác cái bức tranh chân dung này á, nó nói thật thì mình vẫn không có cảm giác hai bạn sẽ cãi lộn. Mình nói thiệt, mình vẫn cảm thấy nó có một cái gì đó nó mang tính nương nương nhau hoặc là hỗ trợ nhau, nhưng mà nó sẽ không theo kiểu là thầy mà chỉ tay năm ngón đâu. Nó sẽ là cái kiểu người mà nếu em muốn đi làm đi cùng với tôi, chúng ta sẽ phải làm việc với nhau về những cái gì đó nhất định. Tức nghĩa là tôi khác em khác tôi tôn trọng cái sự khác biệt của em, và em cũng tôn trọng sự khác biệt của tôi. Và sẽ có những cái khoảng thời gian mà mình cảm giác nói không có thông, mình cảm giác nó không có thông là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình cũng cảm giác có những cái thời điểm sau đó nó mới thông, nhưng mà cái thời điểm sau đó mới thông là qua năm tiền. Tức nghĩa là có những cái khoảng gãy, có những cái khoảng mà hai người cảm thấy cái mối quan hệ này nó hơi nặng. Khi mình nhìn vô đây mình cảm giác cái thằng đàn ông á, cái người đàn ông đó họ chống cái liệu á, mình cảm giác nó hơi nặng. Với lại mình cũng cảm giác là cái người phụ nữ này họ nói với người đàn ông đó là thôi đừng chống nữa, đừng chống nữa, tiếc nặng rồi. Thì mình cảm giác anh nó có liên quan đến cái chuyện đó là có thể là cả hai đều hiểu được cái tôi, cái cá tính của mỗi người đều mạnh, và quen tiếp có thể nó sẽ hơi nó hơi hơi nhọc nhằn á. Thành ra mình nghĩ là có thể có những cái thời điểm hai bạn cảm giác là muốn buông cái mối quan hệ này, nhưng vì một cái gì đó không biết, nhưng mà đại loại là hồi nãy có sáu kiếm thì tức nghĩa là hai bạn sẽ vượt qua được, hoặc là ít nhất là chống qua được, chèo chống qua được. Tại vì sáu kiếm mình sẽ không dịch qua theo kiểu là vượt qua, mà theo kiểu gọi là đôi bên cùng có lợi. Mà sáu kiếm tức nghĩa là nhắm mắt lướt qua, chèo qua cơn giông, hoặc là kiểu giống như là quay đầu là bờ vậy đó. Tức nghĩa là tạm thời thấy cái bờ đó bão quá, cái lộn nhiều quá, thôi mình tắt tắt đài, mình đi ngủ là xong cái chuyện tắt đài đó, xong cái chuyện mâu thuẫn đó, xong cái sự khác biệt đó, xong thì xong. Nhưng mà xong ở đây không có nghĩa giải quyết, không có cái nghĩa giải quyết ở trong đây. Xong ở đây tức nghĩa là lướt qua, lượn qua, nhắm mắt cho qua, thì nó giống như cái kim ở trong bọc thôi. Nhưng mà ít nhất là cái mối quan hệ nó, mình cũng không cảm giác mình nói là hai cái bạn không có cái lộn đâu, mình chỉ cảm giác là nhiều khi nó khác tính khác tình quá, mình không có xử trí được ha. Thì để thử có cái lá lời khuyên của bạn là cái gì, thông điệp hoặc là lời khuyên ha. In soulful repair, the root of all suffering is attachment. Lá này thì có nghĩa là sự bám chiếu, bám lấy, hay là những cái gì đó nó mang tính gọi là lệ thuộc, phụ thuộc, hoặc là một cái gì đó gọi là chấp niệm á, thì nó là một cái sự đau khổ. Thì in soulful repair tức nghĩa là một cái sự vá lắp lại, không phải vá lắp mà là gọi là chấp vá lại những cái lỗ hổng ở trong lòng. Thì mình nghĩ cái lời khuyên ở đây nó giống như kiểu là hoặc là cái thông điệp ở đây nó theo kiểu là tình cảm là một cái gì đó mà mình nghĩ là một cái quá trình mà giúp cho bản thân bạn hoàn thiện hơn, hoặc là nhìn thấy những cái thiếu sót của bản thân, dù cái mối quan hệ nó đi đâu, nó ra sao, nó như thế nào. Mình nghĩ cái quá trình mà hai bạn đi cùng với nhau hoặc là quen với nhau, nó là một cái quá trình để hai bạn sửa sửa lại cái bản thân mình, chứ không phải là mình sửa đối phương. Và ở đó thì mình cảm giác giống như đó là nếu mà bạn vẫn còn cái mong muốn mà sửa người ta theo ý mình thì bạn sẽ rất là đau khổ, tại vì người ta sẽ không nghe bạn đâu. Còn nếu mà bạn sửa bản thân bạn để cho thuận lòng thuận ý người ta thì bạn là người đau khổ. Nên mình chỉ cảm giác ở đây giống như là cái sửa ở đây tức nghĩa là mình sửa làm sao để đôi bên cùng phù hợp và cùng có thể làm việc được với nhau á. Xin chào các bạn, chọn tủ số 2 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Thì mối quan hệ, họa một bức tranh chân dung tình yêu sắp đến, hoặc là họa một cái người yêu sắp tới của bạn ha. Hoa hoa ở vẽ tranh, hoa hoa ở cái quần vậy, cái gì vậy? Ba tiền đó, không, ba gậy, không thấy chữ nha mọi người. Ba kiếm và vua, tiền. Thì sao mình không có thấy chữ, thiệt sự cái người thiết kế bộ bài này sao không gọi là có can đảm gọi là mà cạnh, nhưng mà không có can đảm gọi là in in chữ, in chữ nổi ha. Cái người mình thấy ngược lại với tụ 1, tụ 2 thì nó lại lên cái bức tranh chân dung về cái nhân vật người yêu sẽ tới của bạn. Tụ 1 toàn là tình yêu không, cái bức tranh, cái hoàn cảnh không mà. Vậy còn bạn là chân dung ha, bức tranh chân dung. Thì mình cảm thấy ở đây là
cái người yêu của bạn sẽ là một vua tiền. Nhưng mà vua tiền này lại có cái nền là ba kiếm với ba gậy. Không sao, mình thấy nó tốt. Tại vì một cái người vua tiền không á, thì nó sẽ hơi khô. Nhưng mà có ba kiếm vô thì sẽ có một cái sự mềm bớt. Mềm ở đây không có mềm như ba cốc nha. Mềm ở đây tức nghĩa là tôi có sự cảm thông hơn. Tôi có sự đồng điệu hơn. Tôi có cái gì đó thấu cảm hơn. Tôi có cái gì đó tôi biết nhún nhường hơn. Nó không có cứng bằng. Có ba gậy tức nghĩa là tôi có một cái góc nhìn rộng ra. Tôi có một cái gì đó biết đặt mình vào vị trí của người ta. Tôi biết nhìn xa trông rộng. Thành ra mình cảm thấy mặc dù có thể hai lá ba này nó làm cho cái vị vua này không có mạnh mẽ 100%, nhưng mà nó sẽ cho cái vị vua này một cái sự mềm mỏng và linh hoạt hơn vua tiền bình thường. Cái bạn người yêu của bạn sắp tới thì mình thấy bạn này là một người tâm lý, khá là tâm lý luôn. Nhưng tâm lý này không phải là tâm lý kiểu tâm lý kiểu không phải là người ngọt ngào đâu nha. Mình nói trước bạn này vua tiền là không có ngọt ngào. Nếu mà bài này mà lên vua cốc á, đảm bảo với bạn là một cái người mang năng lượng rất là ngọt ngào và dễ thương. Nhưng bạn này là vua tiền thì cái sự ngọt ngào của bạn này nó sẽ thể hiện qua cái kiểu gì nè. Buồn hả? Đi ăn không? Đi chơi không? Mua gì không? Thông gió không? Tức nghĩa là nó chuyển qua chế độ rồi là vật chất hết á. Nhưng mà ở đây không phải kiểu giống như bạn than buồn cái bắt đầu nó mua quà nó tặng bạn là hết buồn, nhưng không có. Kiểu giống như là ví dụ như thấy bạn buồn mà không biết giải quyết làm sao, uống sinh tố không? Ăn chè không? Có thể dẫn đi mua đồ, nhưng mà kiểu ví dụ như bạn là đứa đứa thích chơi đồ chơi đi ha, chơi búp bê rồi đi, thì bạn này sẽ dẫn bạn đi mua búp bê, hoặc là kiểu giống như là mua cái gì đó nhỏ thôi, ví dụ như bông tai hay là cái gì đó chơi cho vui thôi, tức nghĩa là những cái gì đó nó mang tính vui là chính, hoặc là không phải là vui là chính mà là cũng có ích nha. Chẳng hạn giống như ví dụ như là ví dụ như thấy bạn buồn thì sẽ đọc sách, đưa bạn sách, đưa bạn những cái thứ cần thiết để bạn giải quyết nỗi buồn, chứ không phải là kiểu người ngồi dỗ. Không phải kiểu giờ là bớt buồn đi, chị lắng nghe cưng nè, hay là kiểu giống như là có gì không cần tâm sự không, ngồi nói với chị không. Kiểu của bạn này sẽ là đưa cho bạn cái vấn đề, không đưa cho bạn cái cách giải quyết thôi, và bạn phải tự giải quyết. Tại vì theo bạn này nghĩ là cái vấn đề là của bạn, bạn này không thể tự giải quyết cho bạn. Bạn này tin rằng cái quá trình giải quyết đó là quá trình của bạn, và để cho bạn trưởng thành được thì cần như vậy. Mặc dù bạn này biết là bạn này có thể giải quyết được, tại vua tiền mà nó là vua mà nó đâu phải là dân thường đâu, thì nó cũng đủ mạnh mẽ, đủ trưởng thành để hướng bạn rồi. Nhưng năng lượng của bạn này không cho mình cái cảm giác là người sẽ điểm đường cho bạn đi, mà là sẽ là người nói là cái đích ngoài trước đó, mày đi đi rồi mày sẽ tới cái đích thôi, nhưng mà trong dọc đường mày đi mày có khó cái gì mày cứ nói, tao giúp được gì tao giúp, là kiểu của bạn này không giúp bạn đâu. Tại mình thấy bạn này kiểu người của công việc, mà mình thấy kiểu người của công việc hoặc là kiểu người có lý tưởng, có đích đến, có những cái mục tiêu riêng. Mình không nói bạn này kiểu vô tâm hay là hời hợt hay là kiểu người mà chỉ lo công việc không lo người yêu nha, mà kiểu giống như là thật ra bài bạn này mình nhìn thấy một cái điều đó là có thể trước đây bạn này là người rất là gọi là nuông chiều người yêu á, mình nói là nuông chiều luôn á, thành ra nó hư cái mối quan hệ cũ, và bạn này tự đổ lỗi là cái việc nuông chiều người yêu là cái thứ sai, thành ra bạn này không có nuông chiều nữa. Bạn này nói là không, mình không nuông chiều người ta nữa, bởi vì nó sẽ làm tổn thương thương cái mối quan hệ, và đặc biệt là tổn thương bạn này. Thành ra bạn này nghĩ có thể bạn này bị lợi dụng nữa kìa, thành ra mình cảm giác bạn này không có muốn bị như vậy. Có thể là nó nỗi sợ của bạn này, nó là những cái vấn đề mà bạn này chưa vượt qua được. Nhưng mà nói chung bài bạn này lên thì mình khá là thích á, tại vì thiệt sự là mình cảm giác một cái người đủ trưởng thành, và mình nghĩ không cần quá tinh tế hoặc là phải ngọt ngào, nhưng mà mình thấy một cái người biết, nói chung là khi cần bạn thấy, mình thấy bạn này xuất hiện là ok ha, tại vì nó lên cái bức tranh chân dung của cái người này rất là rõ luôn. Còn nếu mà bạn nào qua tụ một sẽ thấy mình nói là toàn về cái hoàn cảnh không ạ. Để coi của bạn còn gì không, bạn này có gì đây vậy? Cái gì vậy? The Empress, hàng chiên nói với gã trơn luôn. Paper cup, ok. Bài bạn này mình nghĩ ok mà mọi người thích á. Bài bạn này mình thấy tốt lắm luôn á. Hơi bị ngon nha. Lê lưỡi không ngon thiệt á mọi người. Mình ít khi khen ai ngon lắm nha. 8 cup. Bạn này á, là một cái người mà mình vẫn thấy lên về cái người này nha. Để mình thử coi lá đi Impress nó nói gì về bạn này. Ơi chết ngựa. Ồ, nó rớt ra đi Impress luôn nè mọi người. Nó rớt ra đi Impress với The Love, với Stan. Nè, nó rớt ra đi Impress nè mọi người. Ủa, chết tịch hay đi Impress vậy? Chết tịch ha.
với stress, nhưng mà thôi chị thôi mình sẽ rút ra khác. Ồ, hai cốc nè. Ôi bằng này ngon quá trời, người yêu tụi hai quá là ngon, liếm liếm liền, tranh thủ liếm, lê liếm, lê lưỡi liếm. Tại vì mình thấy bạn này á, thật sự hồi từ đầu lên năng lượng là mình đã hết thích rồi. Bạn này là một cái người nhân hậu, không nhân hậu thì hơi quá, nói chung là người hiền thôi cũng được, người hiền thôi, nhân hậu thì nghe hơi quá. Người hiền, có một cái sự gọi là lắng nghe, biết chia sẻ, nhưng mà bởi vì mới lên được tới người đưa tinh cốc, thành ra cũng không có ngọt được như mía lùi, giống như vua cốc được. Bạn này là một cái người, ủa cái này mày điểm rét thiệt hả ta, không tin nổi luôn á. Điểm rất thiệt mọi người, cái chữ nó ghi điểm rất. Tại vì mình nhìn giống như The Emperor. Bạn này là một cái người cho mình một cái cảm giác, cho mình một cái cảm giác đó là có một cái sự cũng tâm lý, nhưng mà tâm lý của bạn này là tâm lý gì nè, mày cầm nhôm nói đi, nói đi tao nghe nè. Hoặc là kiểu giống như ví dụ như thí dụ như nãy giờ mình làm rớt bài hoài gì, bạn này thấy mình làm rớt bài thì bạn này sẽ lượm bài lên giùm mình, và bạn này sẽ tự để lên trên đó giùm mình, chứ kiểu giống như là bạn này sẽ không có kiểu giống như là nói thôi kệ đi đừng sắp nữa mệt lắm, kiểu giống vậy. Mình thấy bạn này là một cái kiểu người mà nó tùy cơn lắm mọi người, nó sẽ tùy cơn nha. Ví dụ như có thể bạn này thấy mình, ví dụ như nãy giờ mình làm rớt lên rớt xuống hoài phải không, thì bạn này sẽ lần một lần hai có thể bạn này sẽ lụm lên xếp giùm mình, mà mình làm rớt nữa thì bạn này sẽ để cho mình tự xếp luôn, kiểu giống như cái tính nó cũng còn hơi con nít đó, hoặc là cũng kiểu hơi cà khịa đó, là cái thứ nhất mình thấy. Cái thứ hai nữa là bạn này bị tám góc, rõ ràng năng lượng bạn này có vấn đề về cái việc là bạn này bị tổn thương. Tại vì trong cái năng lượng của bạn này nó vẫn lên một cái việc là bạn này rất là sợ tình cảm của mình nó nhiều mà người ta không nhiều như cái tình cảm của bạn đó. Bạn này là người đưa tinh cốc mà bạn này bị tám cốc, tức nghĩa là bạn này rất sợ bị bỏ rơi nha. Bạn này rất là sợ, hoặc là bạn này rất là sợ tình cảm của mình càng lúc nó càng nhiều mà tình cảm của người ta không được bao nhiêu. Bạn này thêm năng lượng của The Empress nữa, thành ra là năng lượng của người má, người mẹ, người chị, những cái người mà mang tính bao dung, bao bọc, bảo bọc, bảo đùm đùm rồi đó. Thì thật sự năng lượng của bạn này rất là ngọt ngọt, nhưng mà khi qua ba lá này thì mình thấy cái ngọt của bạn này nó sẽ là cái tình cảm của một cái người mà yêu thương nhưng vẫn không có kiểu là đùm đùm mà đùm đùm con, giống như là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đâu, mà kiểu giống như là nó kiểu giống như là một cái tình cảm mà kiểu giống như cái kiểu gì nè, mẹ sẽ ở đây khi con cần, chứ mẹ không có kiểu giống như mẹ sẽ đu đu theo con kiểu vậy. Tức nghĩa là con té thì mẹ sẽ nói là con đừng có đi cái chỗ đó té nha con, ví dụ vậy, dặn vậy thôi. Hoặc là kiểu con té hả con, thì giống như có đau chỗ nào hay không, chứ không phải là, hoặc là kiểu giống như dầu chỗ đó đó con đi lấy đi thoa đi, chứ không phải là sẽ xích so ôi cục đá này hư quá, hay là kiểu giống như là dầu này con thoa đi, con có sao, không có cần đi chụp hình, không có cần đi khám bệnh viện, không có lo, mà kiểu giống như là tới tấp lên. Mình cảm giác cái bạn này nó có một cái gì đó nó điềm tĩnh hơn, nó cho bạn một cái sự độc lập. Nhưng mà sâu thẳm ở trong bạn này, tức nghĩa là cái bụng nó có xót không, có xót, tức nghĩa là bạn này vẫn có thương, vẫn có yêu, vẫn có ngọt ngào, vẫn có tử tế, vẫn có tâm lý, vẫn có chiều chuộng, vẫn có chiều hư, vẫn có những cái gì đó nó mang tính gọi là làm cho bạn cảm thấy hơi hy sinh đó. Bạn này hơi hy sinh nha, cái tình yêu của bạn này nó có một cái sự gọi là unrequited love ở trong đó đó, có cái mùi rõ ràng luôn á. Nhưng mà có thể bởi vì đã từng học được cái bài học về cái việc là không có nên một cái tình yêu mà chỉ cho đi mà không biết nhận lại, nên bạn này sẽ là một cái người mà tình yêu mà kiểu tôi yêu bạn nhưng tôi mong bạn sẽ biết được là bạn cũng cần phải yêu tôi, và tôi cho bạn thì bạn cũng phải cho tôi. Có thể tôi cho bạn là pay up cup là 11 cái cốc, nhưng mà bạn cũng phải cho tôi được 8 cái cốc là ok, tức nghĩa là không cần phải bằng nhưng phải có qua có lại. Tôi đưa bạn một cái cốc và bởi vì tôi là 11 cốc, bạn đã có 8 cái cốc rồi, thì tôi đưa cho bạn một cốc là bạn 9, tôi 10, tức nghĩa là tình yêu của tôi với bạn nó cũng lệch nhau có một nút à. Tức nghĩa là vẫn mong đợi một cái sự hơi ngang giá ở đây, mình không nghĩ nó lệch nhiều được đâu. Tại vì bạn này đã lên được The Empress và King of Pentacle là không bao giờ lỗ. Tình yêu của bạn này sẽ không bao giờ lỗ nha. Không bao giờ lỗ đâu, mình nghĩ không có lỗ đâu. Nhưng mà mình nghĩ kiểu người không có tính toán với người yêu đâu. Tại nói vậy thôi chứ không có tính toán gì với người yêu đâu. Nói chung mình thấy ok cái lời khuyên của mấy bạn ha, hoặc là thông điệp dành cho mấy bạn ha. Healing and
longevity tức nghĩa là sự thịnh vượng âm giọng gì sống dai mọi người sống gì cái kính lão đáp thọ, longevity là trường thọ đó, là thọ đó, thọ đó. One should try to understand what the underlying suffering and disease. Một người á, thì nên cần phải phải hiểu ra được đó là hiểu ra được cái cốt lõi hoặc là cái mà nằm ở bên trong của cái việc gọi là đau khổ, khổ đau và bệnh tật. Hiểu là vậy, là ý của cái câu này hiểu đơn giản thôi mọi người, tức nghĩa là trong cái cuộc sống này á, giống như có sinh ra thì sẽ có chết đi, có lúc vui thì sẽ có lúc buồn, sẽ có lúc khổ và sẽ có lúc mình hạnh phúc, và sẽ cũng có những lúc mà mình biết mọi thứ nó sẽ là một cái giới hạn nhất định, nó không thể nào là nó mãi mãi như vậy được. Không phải mình đẻ lúc nào mình cũng khỏe, không phải đẻ lúc nào cũng cũng mệt, rồi không phải lúc nào cũng vui và cũng phải lúc nào cũng buồn. Và mình nghĩ cái lá này nó lời khuyên cho bạn, nó giống như kiểu đó là trong một cái mối quan hệ mình không thể nào muốn nó như là một cái hướng đi là cứ lên không mà không xuống, xuống không mà không lên. Nó cần có một cái sự điều chỉnh và mình hiểu cái tính chất của nó thôi. Thì mình nghĩ giống như là trong một cái mối quan hệ giống như là mình nghĩ giống như là cái bạn này có thể đến để giúp bạn nhiều, mà mình nghĩ cái giúp ở đây tức nghĩa là giúp cho bạn hiểu ra được là bạn nên thay đổi, bạn tin vào tình yêu nhiều hơn và bạn sẽ có một cái tình yêu có thể nó không ngọt như bạn cái bạn mong chờ, nhưng nó cũng sẽ ngọt theo kiểu giống như là ngọt ngọt chứ nó không kiểu là mặn chát hoặc là chua lè ha. Chào các bạn, chọn tụ số 3 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share, bình luận cho mình ha. Một cái tình yêu, họa một cái bức tranh chân dung về tình yêu người yêu sắp tới, hoặc là một cái bức tranh về tình yêu của bạn sắp tới ha. Để coi tụ 1 là bức tranh ha, tụ 2 là chân dung ha. Chân dung tức nghĩa là cái gương mặt, cái nét mặt hoặc là những cái gì về con người của người đó ha, pair ones. Còn bức tranh toàn cảnh thì nó sẽ khác ha. Giống như portrait với landscape vậy mọi người. Tranh chân dung với tranh trên kia không biết tranh gì. Chính tiền, ổ lộn, chính gậy, trên phong cảnh. King of Cups, người vua cốc, người đưa tinh gậy và chính gậy. Tụ này có dễ vui. Đối với cái mối quan hệ của tụ số 3 thì cái bạn này nó sẽ lên một cái nó lên hơi mix một chút xíu về cái hoàn cảnh lẫn cái nhân vật luôn. Nó hơi trộn trộn một chút xíu, nó khác với tụ 1, tụ 2 ha. Đầu tiên mình sẽ nói về cái nhân vật trước đi nha bạn, cái gọi là cái chân dung của bạn này trước. Bạn này cho mình một cái cảm giác là một cái người khó, già khó, kỹ khó, cẩn trọng khó, ít nói khó, có cái gì đó gần gần xa xa, khó gần khó xa, có cái gì đó nó không không dễ để tiếp cận, và cũng có cái gì đó nó hơi khó hiểu. Bạn này mình nghĩ cái gì gắn với chữ khó đa phần là dính với bạn này được, tại vì bạn này, nhưng mà không phải khó chịu nha, tại vì mình thấy ở đây có cái gì đó nó liên quan tới chuyện bạn này là người khó hiểu, khó chạm tới, khó, có khoảng cách lắm, có khoảng cách dữ lắm. Mình cảm giác là một cái người không có dễ rung động đâu. Cái trái tim của bạn này thì ok tốt, người đưa tin, ô lộn, vua cốc mà ok lắm. Cũng là một cái người rất là nhiệt thành ngày xưa chứ không phải bây giờ, là một cái người có lý tưởng, cũng ngày xưa chứ không phải bây giờ. Bây giờ thì đỡ nhiều rồi ha, những cái gì nhiệt thành và có lý tưởng nó đỡ nhiều rồi, nó chín gậy mà nó đỡ nhiều lắm. Thành ra mình cảm giác bây giờ thì bạn này tỉnh hơn, sống có ranh giới hơn, biết mình, biết người, biết ta, biết đủ mọi chuyện, nhưng ít có biết gọi là thể hiện ra cái cảm xúc nó như thế nào, mặc dù là vua cốc. Thật ra nói vua cốc mà không biết thể hiện cảm xúc thì sẽ rất là dễ bị chửi, nhưng mà vua cốc là một cái kiểu người mà người bạn này có thể hiểu người ta như lòng bàn tay, nhưng mà để người ta hiểu được bạn này thì bạn lật cái bàn tay qua lại chưa chắc bạn hiểu được bàn tay có dấu vân tay làm sao á. Tại vì thiệt sự bạn này là cái kiểu người mình cảm giác thế giới nội tâm của bạn này phong phú, bạn này biết nhiều, bạn này rất là gọi là mình cảm giác bạn này luôn luôn là một cái người lắng nghe giỏi, biết nhiều thứ, nhưng mình cảm thấy không nói nhiều. Thật sự mình cảm giác nói rất ít, hoặc thậm chí sẽ không nói, hoặc là sẽ chỉ nói những điều cần thiết thôi. Giống như bạn này có thể bị gọi là một cái bát nước ốc đó, nó nhạt. Ê, mình thiệt ra mình cũng chưa biết nước ốc nó có nhạt thiệt không nha mọi người, nhưng mà mình cảm giác giống như là bạn này á, bạn này trông có vẻ nhạt nhưng mà thế giới của bạn này nó mặn lắm. Tại vì bạn này là một người mình cảm thấy nếu mà bước vô được thế giới của bạn này thì rất ok, tại vì thế giới của bạn này rất là nhiều màu sắc, bạn này biết nhiều thứ lắm, nhưng mà không biết cuộc đời bạn này nó làm sao á, mà mình thấy bạn này giấu vô hết rồi, hoặc là kiểu chắc ngầm quá, đại gia ngầm hoặc là cái gì ngầm á, không không phải đại gia đâu, bạn này lên không có giàu, bạn này lên nó cho mình một cái cảm giác là một cái gì đó ngầm thôi, tức nghĩa là có những sở thích ngầm, tính cách ngầm, những bộ sưu tập ngầm, những cái gì đó ngầm ngầm thôi,
lớp bên dưới, nhưng nó không phải là những cái gì đó nó mang tính gọi là lừa lọc gì ở đây nha. Ngầm ở đây không có nghĩa là che đậy hoặc là lừa dối, ngầm ở đây chỉ đơn giản là không thích khoe. Còn về cái bối cảnh, cái bức tranh của mối quan hệ này á, thì nếu mà bạn này thích bạn trước thì bạn này sẽ có thể hiện cho bạn thấy, nhưng mà bạn này sẽ muốn là bạn thể hiện lại cho bạn này thấy là bạn có yêu bạn này hay không. Chứ bạn này sẽ không kiểu một mình tao thể hiện một chuyện và tao kiểu giống như là tao thể hiện mày thể hiện, tao thể hiện mày thể hiện. Bạn này sẽ chủ động trước nhưng mà bạn này cần bạn thể hiện lại. Còn nếu bạn là người thích bạn này trước thì mình nghĩ chắc cua cũng hơi tốn thời gian. Tại vì mình cảm giác là chính gậy ở giữa nó không có dễ, nó không có dễ tiếp xúc tiếp cận, nó cũng không phải là một cái gì đó nó quá là dễ cho mấy bạn có cơ hội để nối kết hoặc là gắn kết đâu. Mình nghĩ là nó cần rất là nhiều thời gian để hiểu, để tìm hiểu, để tiếp xúc, để làm quen, để có thể chạm được cái thế giới của bạn này. Thành ra cái bối cảnh đó thì mình cảm giác nếu một trong hai, không phải nếu đâu, bạn này chắc chắn là một trong hai người thích một người kia trước, và cái người còn lại sẽ cảm động hoặc là sẽ rung động hoặc là sẽ thích người còn lại bởi vì cái tình cảm của người kia, chứ không phải là thích nhau theo kiểu hai chiều liền ngay từ đầu đâu. Bài này lên là một người đi đi thích một người đồng, ậm ừ đồng ý đó. Nhưng mà đừng nghĩ đây là phải đi cua hay làm giá hay là gì đây, chỉ đơn giản là bởi vì có một cái sự gì đó rất là thận trọng trong cái chuyện bắt đầu mối tình quan hệ tình cảm, đặc biệt là ở bên phía vua cóc. Bởi vì bạn này không biết sao nhưng mà mình thấy thế giới quan của bạn này nó làm sao đâu á, nó một mình thôi mà, nó không có mình nào thứ hai hết trơn á. Hoặc là bạn này đang trong khoảng thời gian gọi là bế quan tỏa cảng nha, mình không có cảm giác cái năng lượng mở, mình cảm giác năng lượng rất là đóng đối với bạn này, cực kỳ đóng luôn á. Để mình thử mình coi coi là ba lá kế coi nó lên cái gì. Bốn tiền nè, đóng thiệt mọi người, nó không có mở, năng lượng này rất là đóng. Một cốc nhưng mà thích được yêu. Rõ ràng sáu cốc người tốt, tại vì thiệt ra lên vua cốc thì cũng khó lòng mà người xấu lắm. Vua cốc là người đàng hoàng, chỉ có điều là nó hơi khó chơi thôi. Bạn này bài rất là nhiều nước ha, chắc khả năng cao là song ngư hoặc là cự giải nha. Bài bạn này không bò cạp được, tại vì nó không có mang cái năng lượng, nó không cho mình cái cảm giác của một cái người hơi 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 bí hiểm. Không, bạn này không cho mình cảm giác bí hiểm. Bạn này hoặc là quyền bí hoặc là kiểu người bí bí, mình cảm giác cái năng lượng bạn này nó thoáng lắm, nó rất là thoáng, nó giống như kiểu là nước sông, nó rất là trong trẻo, nó không có hắc ám ở trong, nó không có những cái gì chặt chém hay là gọi là ghim ghim đổ trong như bọt cạp. Không cho không không cảm giác cái năng lượng đó nhiều. Không có thâm thúy, không có bóng gió. Hay bạn này là người 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 thẳng tính, bạn này rất là thẳng tính nhưng mà đại loại là người không thích nói nhiều. Qua ba lá này thì mình cảm thấy là nó nói về cái hành trình tình yêu của bạn với bạn này nhiều hơn, hoặc là ít nhất là cái quá trình mà ba mối quan hệ này bắt đầu á. Tại vì nó thiên về bối cảnh, tại ba lá này thì chắc không thiên về con người chân dung được rồi. Tại vì thứ nhất bốn tiền á, thì mình cảm giác là như nãy mình nói, mối quan hệ này sẽ là một bên đem cái cưa đi cưa bên còn lại. Nhưng mà rõ ràng cái cây này to lắm, bốn tiền là một cái gì đó giống như cục đá, giống như đá tảng, xi măng, cốt thép vậy đó. Bốn tiền là một cái gì đó nó rất là vững, nó rất là khó cua, nó rất là sợ lỗ, nó rất là ít mở lòng. Bốn tiền là giữ ở trong bụng không à, hoặc là an toàn, là người thích cảm giác an toàn và chỉ mở lòng với những người nó tin thôi. Thành ra mình cảm giác cái năng lượng này thì quá hợp với gọi là vua cóc á, kiểu giống như là vua cóc là người không thích mở lòng đâu nha. Bạn chạm vô được á thì ok, nhưng mà bạn chạm vô không được là rồi. Ở đây không có khái niệm là làm thế nào để chạm, mà là chạm được hay không thôi à. Nhưng mà hỏi cách chạm như sao thì không có chỉ nha. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là một cốc. Bài bạn này lên thì mình cảm giác một cốc là một người dễ thương. Bạn này thì cái quá trình mà bạn tiếp xúc bạn này, bạn sẽ hiểu ra được bạn này nhiều hơn. Tức nghĩa là bạn này là kiểu như vậy nè, là một cái cánh cổng mà bạn tưởng bạn vô được cái cổng rồi là bạn vô rồi, không nha. Vô được cái cổng rồi sẽ là tới cái giường, vô tới cái giường là sẽ tới cái nhà, vô tới cái nhà là cái cửa nhà, mở được cái cửa nhà thì mới vô được trong nhà. Vô trong nhà rồi sẽ là vô phòng khách, vô phòng khách thì phải ngồi chỗ cái bàn khách đó làm khách đã xong rồi bắt đầu mới vô được bếp, rồi vô được bếp xong mới vô được tới những cái phòng khác nha. Chứ nó không phải là kiểu người mà đi một cái tẹt là vô được cái nhà luôn, rồi tới cái nhà vệ sinh nó không có đâu. Bạn này là kiểu người thật sự rất là nhiều lớp á. Nhưng mà cái lớp của bạn này nó không phải bởi vì bạn này giấu hay là bạn này bí ẩn hay là thâm cung bí hiểm gì đây, mà là tới đó thôi. Vua cốc là kiểu gì nè,
mày thấy tao được tới cái màu đó, màu xanh đó thôi, ok thì là xanh, nhưng mà xanh dương, xanh lá, xanh lam, xanh lục, xanh ngọc bảo gì đó thì là xanh, nó là đó là kiểu của bạn này đó. Mày hiểu tao được là màu xanh là ok rồi đó, còn xanh gì thì đợi vô câu chuyện phía sau đi rồi tính. Thành ra mình cảm giác là cái quá trình mà bạn làm việc, học tập hay tiếp xúc gì với bạn này á, nó sẽ giúp cho bạn với bạn này nhận ra được là à, đứa này nó có những cái sự tương quan, hoặc là mình chơi được với đứa này, hoặc là mình có thể kết nối được với đứa này. Tức nghĩa là ví dụ như mình với bạn có thể không giống nhau, tại vì bài này lên mình không nghĩ bạn với bạn này giống nhau đâu, bạn với bạn này thậm chí là khác nhau nữa kìa, nhưng được một cái là bạn cảm thấy an toàn với bạn này cảm thấy an toàn với bạn, nhưng theo hai kiểu khác nhau. Một người là cảm thấy an toàn với người còn lại là bởi vì tin tưởng người còn lại, còn một người cảm thấy an toàn với người còn lại là bởi vì họ cảm thấy người này kín miệng, hoặc là một cái người mà kiểu giống như cũng tâm tính, cũng là đàng hoàng hoặc là ít nói. Bạn này mình chắc chắn đứa nào nhiều chuyện không quen được bạn này đâu. Bạn này rất là lười nói, lười nghe. Lười nghe ở đây không có nghĩa là bạn này không thích lắng nghe, mà là bạn này không thích mấy người nhiều chuyện. Và bạn này cũng không thích mấy chuyện, không thích chuyện nhiều nha. Bạn này thì mình thấy kiểu giống như là nếu mà bạn có nói chuyện với bạn này hoặc là tiếp xúc trong cái quá trình mà làm việc học tập gì đó ở đây, nó sẽ kiểu giống như là sẽ nói về những cái sở thích của nhau, biết về những cái gì đó về nhau, chứ sẽ không ngồi nói những cái chuyện trên trời dưới đất, ở ngoài rìa, ngoài ngoài bờ đê hay là về người khác đâu. Mình nghĩ nó sẽ nói về những cái sở thích nè, trao đổi với nhau về những cái thói quen, những cái sinh hoạt. Tại vì sáu cốc nó sẽ là những cái gì mà nó mang tính rất là random về bản thân mình, ngẫu nhiên về bản thân mình nói cái này, mình nói cái kia, nhưng mà nó sẽ xoay quanh những cái mình thích thôi à, nó không thể nào ngoài cái đó được. Và bạn cũng sẽ nghe và hấp dẫn với người này bởi vì những cái đó luôn á. Giống như nãy mình nói bạn này là lớp lớp lang lang nhiều thứ, thì thông qua những cái gì đó mà tiếp xúc lần lựa đó, bạn mới nhận ra là à, cái thế giới bạn này nó giống như 100 màu ở trong đó, thì bạn mới hiểu được cái con người bạn này á. Chứ mình không cảm giác được bạn này là cái kiểu người mà sơ muối mà hiểu được đâu. The happy sangha, happiness never decease by being shared. Hạnh phúc sẽ không bao giờ giảm đi bằng cái việc gọi là chia sẻ. Hiểu một cách đơn giản, tức nghĩa là khi mà bạn cho đi hạnh phúc thì cái hạnh phúc của bạn càng lúc lan tỏa và càng rộng ra. Thì mình nghĩ cái lời khuyên và cái thông điệp ở đây đó là cái không phải là chia sẻ hay là hạnh phúc, mà mình nghĩ nó liên quan nhiều đến cái việc đó là mình nghĩ tình cảm hoặc là tình yêu nó là một cái gì đó mà nó sẽ vun xén qua thời gian, và nó cần được gọi là tích lũy, tích góp. Và mình cảm giác cái quá trình yêu là một cái quá trình tìm hiểu, phát triển, và thông qua cái quá trình tìm hiểu phát triển đó, bạn dần dần hiểu được cái đối phương và dần dần kết nối được. Thì khi đó bạn sẽ nhận ra được là mình sẽ có một cái sự gắn kết với người ta. Thì mình nghĩ cái lá happiness never decease ở đây á, tức nghĩa là bạn sẽ có một cái cơ hội để làm việc, tiếp xúc, gặp gỡ và sẽ cảm thấy kết nối được. Và đôi khi mình nghĩ là cái người đó như thế này, như thế kia, mình nghĩ là việc mà tốn thời gian để dành cho một cái người nhạt như bát nước ốc á, thì nó là vô ích, lãng phí. Hoặc là thậm chí những cái người mà nhạt nhẽo thường hay bị người ta đánh giá thấp á, hoặc là những cái người mà trong bình thường hoặc là trong không có gì hay thường bị người ta đánh giá thấp á, còn những cái người có ngoại hình hay là khéo nói khéo ăn, hoặc là hoạt bát, hoặc là vui tính, hoặc là có khiếu hài hước thì luôn luôn lại được là sự chú ý á. Thì mình cảm giác nó sẽ thiên về cái phần này nhiều hơn, tức nghĩa là đừng có vội đánh giá và hãy nhìn vào bên trong á.